quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.